Chào các bạn, đây là củ lan huệ mình mua về để trồng nở hoa Tết. Người bán đã xử lý hết rồi và bây giờ thì mình chỉ việc trồng thôi. Ở khi đóng gói thì hai bên thùng người ta đục rất nhiều lỗ để cho nó thoáng khí, thoát hơi nước cho tốt. Ở bên trong thì mỗi một củ được bọc bởi một tờ giấy để chống chảy xước, dập củ và hút hơi ẩm. Mỗi củ này rất là lớn, đẹp, mình mua 9 củ, cái này được gửi từ Lâm Đồng xuống. Đây là toàn bộ 9 củ của mình, củ rất đều và đẹp các bạn. Nhiều củ còn mang theo cả Barbie, củ nhỏ. Khi mang đi trồng thì các bạn không có lột cái lớp vỏ bên ngoài này đi, mình cứ để nguyên, nó giống như là cái lớp áo giáp để bảo vệ cho củ. Thứ hai nữa là các bạn phải kiểm tra xung quanh củ xem có chỗ nào thối hay không. Nếu cái phần thối đó thì mình phải cắt bỏ hết. Củ này thì cái phần ở trên lá này nó có một cái vết thối và mình sẽ cắt bỏ cái phần thối này đi. Héo thì không sao các bạn, thối mình mới sợ. Mình cắt bỏ cái phần cổ cũ này. Vẫn còn một cái chấm đen, mình phải cắt bỏ cái chấm đen này luôn. Cắt cho đến khi nào mà không còn cái vệt đen nào hết. Còn là nó sẽ thối ăn nguyên một củ. Đối với những củ mà có rễ nó dài mà héo như vậy thì mình bỏ hết cái phần rễ héo này đi. Và những cái phần lá héo này mình cũng bỏ, mình cắt bỏ ấy. Rồi mang đi trồng thôi. Có cái củ Barbie này thì nó đang còn nhỏ quá thì mình không có tách ra, cứ để ở đây để nó phát triển cùng với củ mẹ. Mình chọn lại chậu là có lỗ thoát nước để không bị úng. Còn đất này là đất sạch mua ở ngoài tiệm. Các bạn trồng rồi vun đất lên sao cho đất sẽ phủ từ 1/2 tới 2/3 của củ. Bạn chỉ để lộ một phần của củ, đừng vùi đất hết cả nguyên cả củ vì như vậy cây sẽ bị thối. Thứ hai nữa là khi tưới nước bạn không tưới lên phần củ, không đặt cây ở dưới nắng vì nắng sẽ làm cho củ nó héo. Đây là một cái nụ của mình. Sau một tuần đó các bạn là nó thôi được cái nụ này và hai cái lá nhỏ kia. Còn đây là sau 50 ngày. Cái này là cam thơ. Phong hoa nhỏ màu cam. Và mình rất là thích cái màu này. Còn đây là củ gáo. Hoa to, cánh tròn, mùi rất thơm, có màu ánh đen mà mình chụp nó không có lên được màu đen. Còn hồng đào thì mất hết màu rồi, chỉ còn lại màu trắng thôi. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.